Danh tướng, sứ quân Trần Lãm được người dân lập đền, đình thờ phụng ở nhiều nơi vùng Duyên Hải Bắc Bộ. Tại Nam Định, công trình Đền Sám là sản phẩm kiến trúc thể hiện tài năng, công sức sáng tạo của người dân lao động, là chứng tích lịch sử mang dấu ấn dân tộc. Ở đây là thờ tướng quân Trần Lãm, sau này thì nhà Đinh là phong tặng là tướng quân Trần Minh Công. Ông tướng quân Trần Minh Công này thì có công nuôi dưỡng Đinh Bộ Lĩnh. Sau khi mà dẹp loạn 12 sứ quân xong rồi, thống nhất đất nước rồi, thì ông Trần Lãm này lúc già cũng đã đến tuổi nghỉ hưu và về nghỉ ở tại khu vực này, gọi là Làng Sám, và đồng thời cũng mất ở tại đây. Nhà vua Đinh Tiên Hoàng là cho lập đền thờ tại đây để mà báo ơn cũng như tôn vinh cụ Trần Lãm đây. Tổng thể đền chính xây hình chữ công, hai bên là hai nhà giải vũ xây theo phong cách quá giang kèo cầu. Tiền đường của đền gồm 5 gian với 6 bộ vì dựng theo kiểu thượng trồng giường giá chiêng, hạ kẻ bầy. Gánh đỡ bộ mái tiền đường là 12 cột quân, trong đó 6 cột cái đặt trên chân tảng đá. Trên các đầu bầy, xà, con giường chạm khắc rồng, lá lật. Điểm nổi bật trong nghệ thuật điêu khắc của di tích là ở các ô cửa tiền đường với các hình tượng dân gian như rồng trâu, phượng, nghê xen kẽ họa tiết, đao mác, lá hỏa, vân áng và các muông thú, khỉ, nai, chim, rắn, tạo thành các bức phù điêu hoàn chỉnh mang giá trị nghệ thuật cao. Bên trong là thờ tượng của ngài. Bức tượng này thì trước đây nó nhỏ, nhưng mà thời nhà Nguyễn đã đúc một bức tượng đồng. Thế thì các cái hiện vật còn lại ấy thì hiện nay có giá trị nhất theo cái đánh giá của Bộ Văn hóa là còn bộ cửa. Đấy, bộ cửa này thì như các nhà có chuyên môn đánh giá là có độc nhất vô nhị ở cái vùng đồng bằng Bắc Bộ này. Còn cái giường đúng như các cụ truyền lại là nguyên bản của cụ ngày xưa mà hiện nay là vẫn còn nguyên vẹn. Trong cái nội thất thì tất cả các cái thứ là theo phân tích của các nhà chuyên môn là đều toàn bộ của thời Mạc, cuối Mạc chuyển sang hậu Lê. Nối tiếp tiền đường là trung đường và chính tầm ba gian, bộ vì kiều, thượng mê, hạ cốn với nhiều mảng chạm nổi, bong kênh uốn lượn, hình vân mây, hoa lá cách điệu được điểm xuyết ở các góc, đầu xà theo phong cách nghệ thuật thế kỷ 17. Chúng tôi thì là những người con nối tiếp phát huy cái truyền thống của dân tộc và đồng thời cũng thấy rằng rất tự hào với lại cái di tích lịch sử này được mang danh là di tích lịch sử Đền Sám xã Hồng Quang, đã được công nhận vinh dự là được thờ phụng tướng quân Trần Minh Công này, đã có công cùng với nhà Đinh dựng nên nhà nước Đại Cồ Việt đầu tiên của nước ta. Đền Sám hay còn gọi là Đình Sám, Đình Hát là một trong những di tích lịch sử, văn hóa có nhiều giá trị ở Nam Định. Di tích thể hiện công sức sáng tạo của một tập thể nhân dân lao động, là một chứng tích lịch sử mang đậm dấu ấn dân tộc Việt Nam ta.